Chào mừng anh em đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Trong tháng 10 này, mình sẽ tiếp tục gửi đến khán giả yêu âm nhạc những intro style mới nhất trên cây Cutman K350. Trong tập lần này, Minh Phụng sẽ giới thiệu giai điệu Disco Light 2 thích hợp để chơi những bản nhạc sôi động pha chút trữ tình của Lý Hải, Hồng Ngọc như là Vùng Trời Bình Yên, Nửa Vầng Trăng. Mời các bạn thưởng thức ca khúc Lung Linh Giọt Mưa được biểu diễn bởi Huy Keyboard. Cái gì giáp anh ạ? À nhầm, 6.950.000. Bạn đã sở hữu cây đàn organ Cutman K350 với đầy đủ các tính năng phục vụ từ học tập tới chuyên nghiệp và luôn được cập nhật những giai điệu mới nhất trên thị trường. Hãy đến ngay các showroom của Minh Phụng Music, 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình để tậu ngay một em về thôi nào. Chắc chắn sẽ vượt hơn cả sự mong đợi của bạn. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu có thắc mắc, các bạn hãy để lại comment hoặc liên hệ hotline Minh Phụng Music 0919 768606. Hãy like, share, subscribe để tụi mình có nhiều động lực để tạo ra những video hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.